chuyên cướp giật dây chuyền của phụ nữ chạy xe máy trên đường ở các tỉnh miền Tây. Hai đối tượng Hào Quốc Kiệt, ngụ tỉnh Bến Tre và Hào Hoàng Tấn, cư trú thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử. Theo nội dung cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2023, Kiệt điều khiển xe mô tô chở Tấn lưu thông trên đường ở thành phố Hồng Ngự, thấy một phụ nữ đang điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều. Kiệt tăng ga, áp sát, giật lấy sợi dây chuyền rồi tẩu thoát. Kiệt bán sợi dây chuyền được 12 triệu đồng, chia cho Tấn 1 triệu đồng. Cũng khoảng 17 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2023, bằng thủ đoạn tương tự, Kiệt và Tấn tiếp tục áp sát, giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đi xe máy khác. Kiệt bán dây chuyền được 32 triệu đồng, chia cho Tấn 16 triệu đồng. Ngoài ra, Kiệt và Tấn còn hai lần thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 175 triệu đồng. Đến ngày 7 tháng 11 năm 2023, Kiệt và Tấn tiếp tục điều khiển xe mô tô đến địa bàn thành phố Hồng Ngự tìm tài sản để cướp giật thì bị lực lượng công an nghi vấn bắt giữ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hào Quốc Kiệt 8 năm tù, Hào Hoàng Tấn 7 năm tù về tội cướp giật tài sản.